Cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng với các sở ngành địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Hôm nay, ngày 22 tháng 11, Đà Nẵng ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 mới, gồm 5 ca cách ly tập trung, 9 ca cách ly tại nhà, 2 ca trong khu phong tỏa, 1 ca tại chốt kiểm dịch và 15 ca chưa cách ly, trong số các ca mắc chưa cách ly, nhiều ca mắc đến các cơ sở y tế xét nghiệm. Theo nhận định của ngành y tế, số ca mắc trong ngày liên quan đến 14 chuỗi lây nhiễm. 11 trên 14 chuỗi hiện đang có nguy cơ cao. 21 trên 37 ca mắc đều có khả năng lây lan cho cộng đồng, tập trung tại 6 quận huyện. Công tác xét nghiệm, tiêm vaccine được ngành y tế, các địa phương đẩy nhanh tiến độ. Qua đánh giá, hiện thành phố có số ca chưa cách ly tăng, có nhiều ổ dịch, đặc biệt là tại khu công nghiệp còn diễn biến phức tạp. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến biểu dương trường hợp tại huyện Hòa Vang từ bên ngoài về thành phố đã tự giác đến cơ sở y tế khai báo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhận định tình hình dịch phức tạp, số ca mắc tăng, đề nghị các đơn vị địa phương kiểm soát được tình hình, hạn chế tối đa để sót các trường hợp dương tính. Về công tác tiêm chủng, đạt theo yêu cầu, đề nghị Sở Y tế triển khai tiêm sớm cho học sinh lớp 6, lớp 7 trong thời gian tới, tổ chức điểm tiêm cố định để bất cứ người dân nào có nhu cầu tiêm đều có thể đến tiêm đề nghị các địa phương có ca mắc tăng cường công tác phòng chống dịch. Hiện nay, các học sinh lớp 12 đã đi học trở lại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị, ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố tăng cường kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch tại trường học, nhất là các phương án để đảm bảo an toàn. Thông tin chi tiết về cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin thời sự sau.